Rồi, xin chào quý vị các bạn đang quay trở lại Camera City nhá. Hiện giờ Hữu đang có mặt trên đường Nguyễn Ái Quốc này, ngay khu vực thẳng ra cầu Hoa An. Thì đi tới chỗ này chúng ta sẽ có một cái đường, ở chỗ này là cái đường Nguyễn Du này. Đấy, chúng ta quẹo phải vào đây quý vị. Đấy, cái đường này gọi là đường Nguyễn Du, đường đi vào bên trong Văn Miếu Trấn Biên quý vị nhá. Đó. Thì hôm nay Hữu sẽ đi dạo vào trong này để quay quý vị coi cái quan cảnh ở trong này. À, tới đây là chúng ta đến cái khu vực mà khu Văn Miếu Trấn Biên rồi này. Khu Văn Miếu Trấn Biên quý vị. Ở trong này thì đến Tết người ta làm một cái đường hoa trong này rất là đẹp, còn ngày thường thì không có gì hết đấy. Ngày thường vô đây tham quan thôi. Đấy, Văn Miếu Trấn Biên này. Cái hôm nay để tham quan ha. Này. Đó. Bên đây là công viên Nho Sĩ. Đây, Văn Miếu Trấn Biên. Trong này rất là mát. Mọi người vẫn thường vào đây để đi tham quan trong này. Có thể là chạy bộ trong này rất là tuyệt vời quý vị. Con đường này buổi sáng tập thể dục chạy bộ này rất là tuyệt vời. Đấy, quý vị thấy không? Cây xanh rất là mát này. Hai bên cây xanh rất là mát. Thế này có một cái ngã ba này, quý vị qua tay trái là quý vị chạy thẳng ra ngoài đường ha, thẳng ra đường Huỳnh Văn Nghệ. Đây, quý vị sẽ chạy vòng qua tay phải đi, dạo vòng này cho quý vị coi nhá. Đây quý vị, đường này rất là đẹp. Đó. Đây, tới đây là chúng ta đến một cái quán cà phê rất là đẹp ở đây quý vị. Đây, cà phê này nó có tên là quán Xuân Đào Bửu Long quý vị nhé. Đây, Huy chạy vào đây. Xuân Đào Bửu Long. Gửi xe đây hả chú? Gửi xe đây hả? Hello, xin chào quý vị các bạn đang quay trở lại kênh Camera City nha. Hiện giờ Huy đang đứng ở trước cổng quán cà phê Xuân Đào Bửu Long quý vị ơi. Thì cái quán này nó nằm ở bên trong cái khu vực mà đường đi vào Văn Miếu Trấn Biên á. Và nó nằm ở phía sau khu lịch Bửu Long luôn. Thì hôm nay Hữu đi vào trong này gặp một người bạn. Thì trong khi chờ đợi thì Hữu sẽ dắt quý vị và các bạn đi dạo một vòng bên trong cái quán cà phê này. Xem là cái quán này nó có gì thú vị không vậy nhá. Tại quán này nó là một cái không gian rất là đẹp và rộng. Nó giống như là dạng như là khu du lịch sinh thái vậy á. Phú sẽ dắt quý vị các bạn đi dạo một vòng này nha quý vị nhé. Thì ở đây là cái hướng đường mà chúng ta đi từ khu Văn Miếu Trấn Biên vào này quý vị. Đó, chúng ta sẽ thấy cái vành đai của quán nè. Đây, quý vị thấy không? Xuân Đào Bửu Long. Cái đường này là chúng ta sẽ đi ra tới gặp ngã ba, chúng ta quẹo tay trái, chúng ta đi ra ngoài đường Huỳnh Văn Nghệ ha. Quẹo tay phải đi sâu vào bên trong nữa. Đó. Rồi, bây giờ Phú sẽ đi vào bên trong quán để dạo vòng này cho quý vị coi nha. Đây quý vị, quán đang tuyển nhân viên phục vụ pha chế. Đó quý vị nhìn này, đi vào bên trong quán là chúng ta có không gian rất là rộng ha. Ăn khế trẻ vàng. Đó, không gian rất là rộng luôn. Giờ tôi sẽ... Cái kia có thác hả chú? Bây giờ đi vòng bên này trước đi. Đi từng chỗ một chỗ đi, không biết đi đâu nữa. À, chưa làm xong hả chú? Ở khu chỗ này nó giống như là có cái công viên đây nè, làm những cái con ngựa đây này. Đó, nhìn rất là đẹp nha, các vị thấy không? Đó, có không gian rất là đẹp. Đây quý vị. Đó, không gian quán rất là đẹp. Đây, trong này quý vị thấy không? Đó. Đây, quý vị sẽ đi tiếp trong này quý vị coi nha. Ở trong này nó còn rất là rộng luôn. Thì như chú bảo vệ nói là trong này là nó làm chưa có xong đâu. 10 phần thì mới làm hết có 2 phần, còn 8 phần chưa làm. Rộng quá mà. Đầu tư quán này cực kỳ kinh khủng luôn. Nhìn giống như là một cái khu du lịch. Đây quý vị. Đây, phía trong chỗ này còn đi sâu bên trong nữa nè. Sâu ở bên trong này, ở chỗ này là như là ta cho thuê
áo phao rồi cho thuyền này các vị, để xuống hồ kìa, xuống hồ Vũ Long á, bên đó là bên hồ Vũ Long các vị. Đây sẽ đi dạo bên khu này cho quý vị coi nha. Wow, cực kỳ rộng luôn quý vị ơi. Đấy, chỗ này rất là rộng luôn này. Đấy, quý vị thấy này. Đó. Ở chỗ này còn nuôi vịt nữa chứ. Bên này kiểu như người ta làm những cái nhà ở đây để cho thuê nhà hàng á. Đây chúng ta có nguyên cái đường rộng này luôn. Này chắc phải có xe đi á. Đây có xe đi đi hết được, đi bộ này nhiều lắm. Đây quý vị ơi. Nè, nhà bên này nè. Dạo này coi nha. Đấy. Ở bên này người ta làm cái nhà này này. Này ở trong này là vừa cà phê vừa nhà hàng luôn quý vị. Đấy cho nên là người ta làm những cái không gian như thế này. Đấy, quý vị thấy không? Rộng cực kỳ rộng luôn. Đó, rất là rộng. Đấy, thấy chưa? Đó. Rất là hay. Không gian này mà để cho mấy bạn nữ xì tin vào đây sống ảo là vô tư luôn. Đấy, bên phía này là chúng ta bên hồ Bù Long nè quý vị. Bên hồ Bù Long á. Hồ núi Bù Long á chảy qua đây nè. Đấy, thấy không? Rất là rộng luôn. Này đi là bảo đảm luôn, gãy chân luôn. Đấy. Ở bên này là chỉ mới là một phần thôi quý vị nha. Còn bên kia nữa, này mới một phần thôi đó. À, những cái chòi này là người ta sẽ đặt tên theo từng tên như này này để người ta quản lý dễ này. Ví dụ như cái chỗ này là hoa mai này. À, thấy không? Rất là nhiều. Cái khu này mà vào này mà đặt tiệc cưới hỏi hoặc là sinh nhật hoặc là cái gì đó rất là mát mẻ quý vị nhá. Rất mát mẻ lắm á. Ăn đào, này ăn đào quý vị thấy không? Này rất là nhiều những cái nhà hàng đặt ra đây. Ăn đào. Đó. Rộng quá quý vị ơi. Quá rộng luôn. Này đi hết khu này là mỏi mệt luôn á. Rộng như là bên trong khu lịch Bù Long. Vàng ăn. Đấy quý vị thấy không? Đấy, đi xuống tút như này luôn mà vẫn chưa hết này. Đó. Đi xa quá trời xa cái này luôn vẫn chưa hết. Đó, người ta làm những cái chỗ này để kiểu nhà hàng á. Rồi, dưới này có một cái phòng như này người ta làm kính. Cửa kính này quán cà phê. Này chắc cà phê dạng người ta không thích, ai không thích không gian bên ngoài thì có thể là vào này uống máy lạnh ha. Đấy, làm cửa kính để xài máy lạnh. Đấy, như thế này. Không gian này chắc chắn nó để xài máy lạnh rồi. Đấy, quý vị nhìn nè. Ô, trời nó rộng. Wow, cái này đi đắm đuối luôn quý vị nha. À, cái này mà cũng đi hết cái cũng đi hết cái đường này là đắm đuối luôn quý vị. Nè. Rất là rộng. Rộng cực kỳ rộng luôn. Wow, đây quý vị nè, ở trên này người ta làm những cái mỏm đồi nè. Wow, quán này đầu tư kinh khủng luôn đó quý vị ơi. Xuân Đào này đầu tư khiếp thật. Ở ngay bên chỗ bờ sông gần chợ Biên Hòa cũng có một quán Xuân Đào. Xuân Đào gọi là Xuân Đào Riverside là bên cạnh bờ sông. Còn Xuân Đào này, Xuân Đào Bù Long. Xuân Đào Bù Long là trên núi Bù Long. Đấy quý vị thấy không? Đó, quá trời luôn. Hello quý vị ơi, bây giờ Hú đang đi vòng vòng ở bên trong quán Xuân Đào Bù Long nè. Đi quay quý vị coi. Tại vì cái quán này nó rộng quá. Hú không ngờ luôn là nó rộng đến mức độ vậy. Đi từ nãy giờ chưa hết. Cứ tưởng là nó có xíu ngoài kia mà. Rộng quá, đi quá trời nãy giờ chưa hết luôn. Quý vị thấy không? Thấy cảnh đẹp không? Đó, bây giờ Hú sẽ đi vòng vòng này coi cái khu đẹp quay quý vị coi nha. Rồi, quý vị đi tiếp ha. Đây, từ đây quý vị nhìn ra này. Ta lại ra bờ hồ này. Đây này ra bờ hồ nè. Cái này đi vô trong đây có xe đạp đi thì nó đỡ. Đây quý vị này. Đây lên chỗ này lại có một cái quán này. Đấy. Cái chỗ này để người ta đặt tiệc hoặc là uống cà phê cũng được.
nó xài những cái phòng này kiểu để xài máy lạnh quý vị. Ai không thích cái không gian bên ngoài thì vào trong những chỗ này, không gian máy lạnh ha. Đó. Không thích không gian tự nhiên thì xài không gian máy lạnh. Đấy, này chỗ này có mấy phòng luôn nè. Mấy phòng luôn. Ôi, rộng quá trời rộng luôn. Cái này nó làm dọc theo bên khu du lịch Bù Long luôn quý vị. Cho nên nó rộng lắm. Nó đầu tư hết chỗ này cho đắm đuối luôn á. À quý vị nhìn nè. Wow, trời ơi. Quá xa rộng luôn. Mà còn chưa làm xong quý vị nha. Đây chỉ mới là làm được có 2 phần nữa đó. 10 phần mới làm có 2 phần, còn 8 phần nữa chưa làm. À, chỗ này người ta đang tiếp tục người ta xây này. Cái bậc tam cấp để đi xuống này. Đấy, chưa làm xong. À, mình đi tới đây không có chỗ xuống. Chắc nhảy xuống quá. Wow. À. Nhảy xuống dưới. Đây quý vị. Nè, dưới hồ Bù Long nè. Đấy, cái này người ta cho thuê vịt, thuê ghe để đạp ra luôn á. Đạp ra hồ chơi nè. Khỏe rồi. Đó. Trên đây còn nè quý vị. À, đây còn nè. Tiếp tục trên đây nè. Quá trời đây luôn. Rất là rộng. À, đi uống cà phê mà vô đây đi dạo. Uống cà phê mà vô đây đi dạo này tí ra uống hết mấy ly luôn. Đây, tới đây là hết rồi quý vị. Tới đây là người ta tiếp tục ta làm, chưa xong. Đấy. Có một cái khung vòm sắt đây này. Đấy, quý vị thấy núi Bù Long ở đó. Đấy, rộng luôn. Và bây giờ Hữu sẽ vòng ngược ra ngoài quý vị. Vòng ngược ra ngoài, quay cho quý vị coi nhé. Đây này. Vòng ngược ra ngoài chúng ta sẽ thấy hồ Bù Long nè. Đó. Hello quý vị, thì Phú vừa mới đi vào tút bên trong luôn, coi như là kịch của cái quán cà phê này luôn này. Đấy, quý vị nhìn thấy hồ Bù Long không? Đó. Bây giờ Phú sẽ đi ngược ra bên ngoài để qua bên cái khu khác quay cho quý vị coi. Tại vì bên trong này nó rộng quá, cũng không biết là bắt đầu đi từ đâu đến đâu, thì cứ đi một bên trước rồi tiếp tục tìm những cái khu khác quay cho quý vị coi. Ok, mời quý vị tiếp tục tham quan nha. Đây, tôi đang trên đường đi ra đây quý vị. À, quý vị thấy này. Đi uống cà phê mà kiểu này chắc phải cho chạy xe vô tới nơi luôn chứ, cái này mà đi bộ kiểu này là đắm đuối luôn. Không biết là bên trong đây người ta có xe để trung chuyển hay không. Chứ cái này mà đi bộ thì chỉ có đi được bên khúc ngoài thôi, chứ còn vô đây mà đi bộ cái này lát đi ra là uống cà phê xong là đi ra là học xì bơ luôn. À, quý vị thấy đẹp không? Đấy, đúng là núi đá Bù Long luôn. Toàn là đá, hồ. Đấy, rất là nhiều nè. Đây, đây người ta làm gì đây? Wow, giống như dạng như là một cái công viên nhỏ nhỏ đây. Đây, có cái đường đi ra đàng hoàng. Đấy, mọi người có thể đi ra đây. Đấy, quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Đây. Rồi, ta đi ra đây, có mấy con hươu đây. Đó. Nhìn ra bờ hồ này quý vị. Đấy, nhìn ra bờ hồ thì mát mẻ thơ mộng lắm, nhưng mà ngồi đây thì chắc chắn là mũi cắn đau lắm chứ không có sung sướng gì đâu. Đây quý vị nhìn này, đây, vịt đang bơi này, đó. Đẹp chưa, thơ mộng chưa? Đấy quý vị nhìn bờ hồ này đẹp không? Quá đẹp luôn. Đó, trong thành phố mà có những cái khu như này ngồi là tuyệt vời quý vị. Đây, ở đây quý vị sẽ có một cái bàn đá đây quý vị ngồi nha. Đấy, có một cái bàn đá đây ngồi. Đó, một bàn đá đây để ngắm ra hồ. Tuyệt vời. Rồi, quý vị sẽ tiếp tục đi vào nha. Nhưng mà nó xa quá, đi hoài không hết luôn á.
Đấy. Quán này buổi tối mà vào thì người ta sẽ mở những cái đèn trên cái cột đèn này lên này. Bảo đảm lung linh quý vị nha. Rất là lung linh. Đấy. Cái khúc này đi vào quý vị nhìn hai hàng đá hai bên đẹp không? Đó, nhìn hai hàng đá đi vô nè. Tuyệt vời luôn. Cái này chơi theo hơi hướng của khu lịch Bổ Long luôn. Đấy. Đó này cái hàng hoa này, cái trồng này. Hoa tím rất là đẹp. Rồi, bây giờ Phú sẽ đi ra ngoài kia nhé. Chúng tôi đi đây ra ngoài xa lắm. Rồi, ở ngay khúc chỗ này là cái chỗ mà chúng ta vừa đi vào bên trong lúc nãy quý vị. Đó, từ khúc bên ngoài đi vô đó. Ngay cái chỗ mà người ta cho thuê thuyền, thuê vịt để đạp ở đây nè. Đó, quý vị thấy không? Cảnh đây rất là đẹp. Ở chỗ này người ta vào, này người ta ngồi, người ta ăn sáng, uống cà phê đây. Thì hôm nay cái ngày này là ngày thường quý vị. À, Phú đi vào trong này ngày thường như này không có đông khách cho lắm đâu. Đấy, quý vị nhìn thấy cái hồ không? Đó, cái hồ này là chúng ta sẽ thuê thuyền, thuê ghe, hôm nay ta đạp thế này. Đó, mọi người đang ngồi ăn sáng nè. Gia đình ta vào đây ăn sáng cà phê, rất là vui. Cái không gian nó rất là thoáng đãng quý vị. Đó, có thấy không? Đó, có những cái ghế xích đu á. Ghế xích đu người ta treo lên như vậy, ngồi trên. À, cái chỗ này là nó có một cái dạng như là cái bục ở chỗ này để chúng ta đi lên, chúng ta đi ra ngoài thuyền đúng không nha. Đó. Để chúng ta sẽ lên cái bục màu xanh xanh này nè. Đó. Xong chúng ta lên vịt lên thuyền, ta đạp ra ngoài hồ ta chơi. Đấy, tôi sẽ đi tiếp qua vòng bên này cho quý vị coi nha. Ở trong này người ta bố trí những cái bàn bằng đá này để ngồi uống cà phê rất là hay. Nhưng mà những cái bàn này ngồi thì chúng ta lúc nào phải ngồi thẳng hết, nó không có được thoải mái như là ngồi ghế tựa nha. Đây bên trong này thì quý vị thấy đó, có một cái khu vui chơi này cho các em nhỏ đây nè. Quý vị mà đi chơi gia đình á, uống cà phê gia đình thì đưa các em vào chỗ này cho các em chơi. Chú nhún, cầu tụt đây nè. Đó, cho các em chơi, chúng ta vui chơi trong này nó rất là thoải mái. Đó. Không phải lo là ngồi lâu các em quấy phá không. Đây, tôi sẽ đi tiếp qua bên khu bên này cho quý vị coi nha. Ở bên này người ta làm những cái chòi bằng lá nè quý vị thấy không? Nhìn nó giống như kiểu nhà quê. À, bên này là nguyên công viên ngựa luôn nè. À, rất là nhiều ngựa đá bên này. Đây quý vị, ở bên trong này này, người ta làm những cái chòi lá này nè quý vị. À, những cái chiếc xe kéo bằng ngựa. Xe ngựa kéo ở đây. Ở đây nhà lá này, cái chòi lá, quý vị thấy không? Đó, sẽ đạp cổ để vô. Để tạo ra những không gian như này rất là hay. Đây quý vị sẽ đi vào bên trong nha. Đó, đi vào trong cho quý vị coi nè. Đó, làm chòi lá và lại nhà sàn. Đó, trong này chắc người ta cũng để cho thuê để ăn uống quý vị. Đó, có bóng đèn kìa. Đó, bóng đèn đó. Bật đèn lên. Chứ bây giờ không có ai thì rất là tối. Ở phía trước này có một cái cối đá nè. Đó, hãy nhìn cho nó kiểu nhà quê đó không. Đấy, cái xe kéo. Đây, tôi sẽ đi tắt qua bên cái lối bên này quý vị nha. Quá rộng luôn quý vị ơi. Ở trong này rất là rộng luôn. Khi mà đi vào trong này thì cũng không biết là đi cái khu nào trước nữa. Wow, cái chỗ này cái chỗ lưu niệm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn quý vị. Nè. Đó, người ta làm riêng một cái chỗ này để lưu niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn này, nhà lưu niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ở trong này chắc là người ta trưng bày những cái đồ lưu niệm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn quá. Đây, cái không gian của nó này. Để Phú đi vào bên trong này để coi thử coi. Wow, ở chỗ này người ta làm nguyên cái tượng bia nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn rồi quý vị. Đó, tạc nguyên cái bia tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn. Ở đây, đây. Phòng lạnh. Hôm nay chắc người ta cho thuê phòng quý vị.
này người ta cho thuê phòng để ông ta vào, hôm nay người ta đặt tiệc cho ông này này đó, mà nó là một cái phòng sử dụng máy lạnh á. Mọi người không thích ngồi không gian tự nhiên bên ngoài thì có thể thuê những cái phòng như này, nó là phòng lạnh. Chắc vô đây để nghe nhạc Trịnh. À, tôi sẽ đi tiếp ra bên ngoài quý vị nha. Đó, nó còn khu phía sau này nữa này quý vị này. Đó. Wow, nhìn như là một cái công viên vậy đấy. Cái quán cà phê này nó đầu tư cái kiểu này nhìn nó vừa như công viên mà nhìn vừa như là khu du lịch sinh thái vậy đấy. Bởi vì cái này là nó gần ngay chỗ khu du lịch Bửu Long quý vị. Tôi nghĩ là nó có thể là hợp tác với lại khu du lịch Bửu Long để nó mở rộng cái khuôn viên ra. Tại vì bên kia là chỉ là khu du lịch thôi, thì ở đây chúng ta có thể qua này để uống cà phê rồi ăn uống bên này luôn. Hai bên hợp tác với nhau. Nó làm những cái cảnh này nhìn rất là hay. Quý vị thấy cái tường rào đó đó, cái tường rào mà những cái cây rào đó ở bên trong đó là như sở thú quý vị, trong có nuôi thú ở trong đó. Này quay này quý vị sẽ không nhìn thấy rõ được. Quá rộng luôn, quá trời rộng. Cái này mà đi uống cà phê chắc là nên đi xe trung chuyển hoặc là thuê xe đạp trong này rồi đi thôi. Để thấy không? Ta nuôi này, gà. Gà, nai, hươu đây. Đây, tôi sẽ đi tiếp cái đường này xuống nha quý vị nha. Nó rộng quá trời rộng luôn. Tôi sẽ cố gắng quay chi tiết ở tất cả mọi chỗ luôn, để quý vị nếu có nhu cầu đi vào những cái nơi này thì quý vị cũng có thể hình dung được là ở bên trong cái quán này nó như thế nào. Và quý vị có vào trong này thì quý vị cũng đi lại nó dễ dàng hơn. Đây này, cái lối này để đi ra cái chỗ sở thú này. Đây có cái vườn thú ở đây. Đây, đây rồi. Wow, có mấy con hươu, mấy con nai đây này quý vị ơi. Đó, được vài con hươu con nai đây này. Đó, sợ chạy mất tiêu rồi. Dê, hươu, nai, dê, gà. À, một cái vườn trong đây, người ta nuôi trong đây. Rồi, tôi sẽ đi tiếp ra cái khu vực ngoài này nha quý vị nha. Ở phía sau này là một cái cổng sau nữa quý vị nha. À, cái quán này có hai cổng. Cái cổng kia là cổng trước, cổng này là cổng sau này. Ồ, chỗ này nó có một cái vườn bắp nữa quý vị. Đó, hay chưa? Trồng nguyên vườn bắp đây luôn nè. Bắp lớn rồi, bắp này chuẩn bị có trái ăn rồi. Bắp lớn quá trời luôn. Rất là hay và đẹp. Ở dưới này có nguyên vườn hoa, vườn kiểng cái này luôn nè. Rồi đúng rồi, cái này nó có cái đường ven kia để đi qua bên khu lịch Bù Long rồi quý vị ơi. Nó có cái chùa, nó cái chùa bên trong khu lịch Bù Long đó. Đó, cái đường đi xuống luôn nè. Rồi cũng sẽ đi xuống cái đường cái này quý vị nha. Xuống cái đường dưới này coi thử coi xem dưới này như thế nào. Ở chỗ này giống như là người ta làm chưa có xong á. Ở khu này khu trống là người ta để giống như người ta nuôi kiểng á, nuôi kiểng xong bắt đầu tới ngày lễ ngày Tết người ta lấy ra người ta trưng lên cho nó đẹp. Rồi ok, tôi sẽ đi thẳng tiếp vào cái khu trong này cho quý vị coi nha. Ở đây chúng ta cái này tôi nghĩ chắc đi qua bên núi Bù Long luôn quý vị. Không biết cái quán này cái quy mô của nó là đi hết là cỡ nào luôn. Đây quý vị nhìn nè. Từ đây nhìn lên cái gành đá này cũng rất là hay nè, thấy không? Đó. Nhìn cái gành đá rất là hay. Đó, cái hồ nè, thấy không? Quý vị nhìn được cái hồ nè. Đấy. Đây cũng có nhiều cảnh lắm nè. Ở này chắc nghi đi qua tới bên hồ Bù Long luôn đó, qua tới núi Bù Long luôn á. Trời ơi, rộng kinh hồn luôn. Đấy, mình nhìn nè.
Đấy, làm những con trâu con nghé đứng đây này. Ha. Đó, theo cái đường mòn này quý vị có thể đi qua nè. Đấy, tại vì tút ở ngoài kia vẫn nhìn thấy được những cái ghế xích đu, rồi những cái cột đèn, thì cũng nghĩ là cái quán này nó còn đi được nữa. Đây quý vị, rất là rộng luôn. Đấy, quý vị nhìn nè. Đấy, núi nè. Đó. Đây quý vị, nhìn ra cái hồ đây nè, sen không nè. Đó, sen súng luôn. Quán này chắc dạng vừa uống cà phê vừa chơi dã ngoại nha quý vị. Nó gần khu lịch Bù Long, làm như là quán sinh thái vậy. Đây quý vị, đó, vẫn còn xích đu ngồi đây nè. Đây, ngan nè, ngỗng, ngỗng. Đấy, ghế xích đu đây nè. Đây quý vị thấy không, vẫn còn cái cột đèn ở đây. Và quý vị thấy là ở trên kia xe cuốc, người ta vẫn cuốc trên kia. Đấy, tới đây, tới trên đá đây là hết rồi. Nhưng mà ở trên kia người ta vẫn tiếp tục khai thác nữa. Và trên đó là núi Bù Long. Trên đó là núi Bù Long quý vị. Đó, cho nên là quán này một thời gian nữa thì chắc chắn là vẫn còn rất là rộng. Ok, Phú sẽ quay lại nha quý vị nha. Hello quý vị, thì bây giờ Phú ra ngoài này là nó xa trung tâm với quán lắm rồi. Nó đi vào chỗ này giống như là đi vào rừng rú vậy. Cái chỗ này là nó thuộc ngay chỗ khu núi Bù Long quý vị. Bây giờ Phú sẽ quay trở lại vào bên trong quán và quay cho quý vị coi một số địa điểm nữa là hết rồi. Thì Phú vào trong quán này Phú chia ra làm 3 khu vực, cánh trái, cánh phải và ở giữa. Hồi nãy là đi cánh phải và cánh trái rồi, bây giờ đi vào giữa là hết quán. Đấy, quý vị thấy quán rộng không? Thì quán này Phú nghĩ là nếu mà đi chơi gia đình, không chơi gia đình vô đây ok. Đó, đi chơi rồi tham quan luôn. Nhưng mà cái này đi buổi sáng sớm thôi quý vị nha. Sáng sớm thôi chứ còn cái giờ này là tầm khoảng 9 giờ sáng rồi. Nếu mà quý vị vào ông này thì nắng lắm, nắng kinh khủng luôn. 9 giờ sáng thì chỉ ngồi trên kia uống cà phê ăn sáng thôi chứ còn xuống cái này là nắng cực kỳ nắng. Bây giờ Phú sẽ đi lên trên nha. Rồi, cuối cùng thì Phú cũng đã bò lên được cái dốc trên này rồi quý vị ơi. Đi một đoạn quá dài luôn. Đi xuống thì hào hứng mà bò lên thì cũng đuối. Thì cái đất ở trong này nãy có hỏi một cái anh kia thì anh nói đất này là nó thuê của khu du lịch Bù Long quý vị ạ. Cho nên là nó với làm nối qua khu du lịch Bù Long như vậy đấy. Hai bên nó bia cho nhau. Đây ở trong này người ta có làm những cái phòng này này quý vị, để chúng ta có thể thuê, người ta đặt tiệc ha. Đặt bàn trong này này. Đám hỏi sinh nhật gì chúng ta vào đây chúng ta đặt. Đấy. Nói chung là chúng ta không thích cái không khí ở bên ngoài, chúng ta có thể vào trong này, chúng ta đặt những cái phòng này là phòng lạnh. Ở chỗ này người ta có nấu ăn uống này luôn. Tại vì cái này thực chất nó cũng như là một nhà hàng đây mà, vừa là nhà hàng vừa là quán cà phê. Ở đây có một cái chuồng nuôi chim, nuôi gà ở đây. Đây tôi sẽ đi tắt qua cái đường này nha, để đi lên trên này cho gần này. Thì chúng ta đi cái đường này là chúng ta đi men theo cái quán của chúng ta này. Đấy, đi vòng bên ngoài này, giống như cái vành đai của quán đó. Từ đây chúng ta lại nhìn xuống được cái hồ luôn. Đó, đây là một cái giống như cái chòi nữa, chúng ta thuê để chúng ta ngồi ăn uống ở đây, đặt tiệc ở đây. Đấy, tên là Quỳnh Anh này. Đặt tên như vậy quản lý cho dễ quý vị. Ở bên này chúng ta nhìn xuống cái hồ tiếp này. Đó, quý vị thấy không, bên kia nó là cái núi của chùa Bù Long bên đó đó. Hai bên nó liên kết với nhau luôn, nó bia cho nhau. Wow, ở đây có chiếc xe Lam Pro các bạn. Đó, xe Lam Pro 550 kìa. Kiếm đâu ra chiếc xe Lam mới dữ trời. Quá đẹp luôn. Ở đây người ta vẫn tiếp tục, người ta đang làm này quý vị. Đó. Công nhân người ta vẫn đang làm này, tiếp tục các cái công trình để mở rộng ra thêm. Đó.
cái này nó giống như dạng như kiểu là cái khu du lịch đang phát triển quý vị. À, mang tiếng là quán cà phê nhưng mà có thể là mở rộng thành khu du lịch quý vị nhé. À, phía này có các cái chòi này người ta thuê. Ta cứ làm thành những cái khu như này quý vị, để chúng ta thuê, chúng ta đặt tiệc đây này. Đó, như vậy thôi là hết cái quán rồi quý vị. Cái quán như vậy là hết rồi. Đó, chỗ này là ra tới bên ngoài rồi quý vị nha. Hello quý vị, thì từ nãy giờ Vũ đã dắt quý vị và các bạn đi dạo một vòng bên trong cái quán cà phê Xuân Đào Bù Long ở bên trong khu vực gần Văn Miếu Trấn Biên ấy. Thì đi từ nãy giờ mỏi chân quá, quá rộng quý vị ơi. Cũng hết rồi, bây giờ Vũ sẽ đi ra đi về, tại vì có hẹn bên kia bây giờ phải ra đi về ngay. Thì cái video này cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo nhé. Bye bye.